Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp dề bao của LOD 7500. Con bao này là nó chạy 4 con sò sắt mốc phét của chính hãng LOD. Có 2 đồng hồ VU vẩy rất đẹp. Nó chơi được cặp A cặp B. Chơi 2 nguồn riêng biệt. Gọi là nguồn đôi hay gọi là nguồn kép đấy anh em ạ. 4 tụ lọc Black cực kỳ cao cấp. Bên trên là một con dề cùng hãng của nó, cũng là 7500 LOD. Nó có chỉnh bát, chỉnh chép. Two level là cắt biên độ bát và two level của chép, tone âm sắc. Cắt được giải lau và giải hai. Các cổng vào con dài này nó có cái mạch volume cực kỳ là cao cấp anh em nhá. Nó có cái mạch volume chống sốc và volume bi rất là cao cấp. Mình đang kết hợp với nó là một đôi loa Adeven thùng gỗ lại viền Bombay chép đỏ, sử dụng bát 25 màng giấy gân mút màng tím anh em nhá. Dâu quặc. Đôi loa này còn nguyên cả thùng xốp. Thùng xốp của nó kia anh em nhỉ. Giá mình đang bán là 12.500.000 cho cặp Adeven. Đẹp xuất sắc, di nguyên bản. Và cặp dè bao này mình đang bán là 15.000.000. Đây là một cặp dè bao cực kỳ là khủng, mà cũng là model hiếm anh em nhé. Mình đang test với nó là một con đầu Samsung, con đầu CD cỏ thôi, nguồn phát là CD cỏ thôi. Con này có 1.000.000. Cái con này nó vừa chạy CD mà vừa chạy được đĩa hình. Anh em mà có cái TV, ví dụ TV cổ mà TV 14 inch, 12 inch ấy, cái dòng Sony hoặc là Toshiba đấy, hoặc là Sharp đấy, cái dòng TV cổ đấy, là anh em kiếm con này là về là chơi là đúng bộ luôn đấy. Giá có 1.000.000 thôi, nó vừa chạy được CD vừa chạy được đĩa hình luôn. Mình đang test với nó là cặp con CD cỏ thôi. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào anh em.